Nó mua dặn nhau về, nó mua đậu dặn nhau về đây nó chuối của Hùng Kiều lục giá lên đường đúng không? Mai là cái này còn hai cái này còn không sao đi triển lãm cái đồ này cho bán này để được mà ông thích lấy về chơi thì cứ để mai tao phải cửa hàng không mai thì chắc phải bác này bác mê cây nó không nào bác cũng ra cái dưới cùng chiều đâu cây này sang tên hết rồi à? Sang tên hết rồi tất cả chỗ này chỗ này không không có cùng chiều nữa rồi đúng không? Cái dưới đây xóa tên trên bản đồ rồi. Mang cái xi lên để nó thương rồi. Cái xi kia giờ vào ra bao nhiêu đấy? Ba chục đấy, ghê quá đây rồi. Đây vừa giảm 30 anh chốt 5 triệu cho like qua bên kia nó giả 30 rồi. Không bán. Anh gửi nhá. Bán nhiêu chưa? Hiểu. Thì bây giờ muốn bán bao nhiêu? 5 triệu mới ra được. Để cốp tiền đấy. Đấy, tiêu tiền mồm tí là sướng. Cái này đến tận nhà quay rồi. Rồi ok, tạm thời bỏ qua cây ấy. Trực. Đấy, những cây này thì bao nhiêu? Còn đấy 6.5 triệu. 6.5 triệu đấy. Đấy. Trên kia vẫn để xới trên kia chứ. Vâng, đồ chơi vẫn để trên đấy mà. À, hay quá. Mấy miếng ác phết thì mới ra nhiều lắm. Già nhỉ. Dạ. Ồ mẹ, thế này nóng thế nhỉ. Giờ này đồng thế, chợ đồng thế. Này, các bác nhìn này. Đồng. À quên không hỏi anh Duẩn cái này bao nhiêu nhỉ? 18 chứ. 18 còn cái này. 25. 18 25. Cùng nó. Rồi ok biết giá nó rồi. Đấy đâu tập lô này nó to để anh nó đứng cái nó đâu nhỉ? À đây, vào đây vào giá mấy cây này đi cho nó VIP. Đây. Đây là vừa bảo 30 đây đúng không? Nhỉ. Tất rồi. Dạ, tất. Còn cây kia. Còn đến 18 chị. 18. Rồi mấy cây kia thì quay rồi. À đây còn mấy ôm con này. Con này bán. Bán rồi. Bán rồi. À, rồi. Tức là được gửi mình đây đúng không? Biết rồi anh. Tí nữa lại ngược qua mình. Tí nữa là về Vũ Quang. À, về nhà Han. Vũ Quang về nhà Han, Han đấy. À, thằng Quang đi. Ăn đi. Trời nó cái này. À, hôm trước nó mua đây nó chụp ảnh ôm ôm cái này. Nó mua ở trên triển lãm. Đây, cái này giờ sang tên đổi chủ giờ thì bao nhiêu đây? Thì con này giờ ra 3.5 triệu. Đấy, 3.5 triệu. Đè vãi. Đấy, quay lại ký con này tí. Không biết trà nữa. Nhìn không biết trà nữa. Sáng ra nôn vào tường. Đâm vào tường. À, sáng đâm hôm rồi. Này, bao tiền này? Dạ. Nè. 3.5 triệu. Trốn đút mẹ một cặp đi đi đi. Ờ, ngồi. Em xe chả thấy đéo rồi. Xe, xe em đây mà. Lấy cả cái giấy dù đấy. Vâng, ok anh. Có mua được cây đâu mà cầm dây chun nữa. Mà sẵn nhưng mà mua được. Xoay cái này thì xem ở nhà ông Hùng rồi. Nhưng mà ông đắt quá không bán cho mình, ông ấy bán đắt lắm. Đội của cổ chết mấy nhân vật là Tuấn Anh vậy? Thôi gọi điện. Tuấn Anh Nhật Tân này. Biết. À, biết nhau không? Biết lâu rồi. Vườn ăn nhiều cây nhỉ? Ờ. Mình chả thấy chịu làm thì cứ cùng nó nhiều nghề tết bún đào bún quất cùng ăn suốt mua lâu chưa dạ rốt cả nhà mình lâu chưa nhớ ở nhà em chắc được lăn năm rồi cả đấy thằng này là biết mà mang này quay ở trên nhà rồi không cái để san như cái đa cho nó đầy cái chỗ kia đấy mình không làm dùng ai cả đừng cứ phải theo một cái pháp tự nhiên cho nó thích đấy mày đi chưa cắt nốt thì chắc là phải đến đây. Bắt rồi anh.
sạch sạch sớm. Có những cây cũng như thế này đẹp đấy. Đừng làm cho bài. Thế cục này bây giờ là của ai đây? Của anh. Ngoài là tăng giá hay giảm giá bây giờ biết là 28 củ rồi em ạ. 28 củ tăng ạ. Tăng hay giảm nhỉ? Tăng. Kéo vào kia mượn. Đấy, cho ông quay cái cây tiếp thế. Mình thì mình cũng thích cốt, mình để có vách nên thích, nhưng lúc phải sạch rồi các bạn. Đấy thì chân nó còn rối rắm lắm. Tất nhiên là làm được đẹp nhưng mà không đến mức đấy. Ok không các bạn? Thôi các ông cứ sờ nó đi, các ông cứ sờ nó đi. Sờ nó đi. Đấy, cây của bác cả. Đấy, rất nhiều. Hôm nay nó nở nảy ra đây. Đây nó nảy ra. Đây lộc đỏ. Rồi nha, bang. Xin chào nghệ nhân nhé. Chào em. Nghệ nhân không lên Bắc Ninh này. Không lên Bắc Ninh à? Anh vừa Bắc Ninh về. Tí có ngược lên đấy không? Tí nó có ngược lại đấy không? Anh không. Không, ở đấy nó đến. Ở đấy nó đến hôm nào anh nhỉ? Đến 27 hết em ạ. Cây hai thân này bao nhiêu tiền đây? 27. Cây hai thân này bao tiền nhỉ? Hai thân này 80 triệu. 80 triệu. Đấy, anh Lê Bang. Anh Lê Bang lại đọc lại cái số của anh nhé. 0912 386 366. À đây, số đây. Số trên cái chậu. Đấy, 80 triệu nhé. Rất tiếc là để khuất bên trong. Đấy, cây này cứ liên hệ số của anh mà hỏi. Anh dành. Đấy, cũng của anh cả đây. Mái đỉnh vành danh. Anh Châu bán nhiều cho bác nhạc lên Bắc Ninh mà quay lên đấy không về được, chết. Ra đây chợ vui tí lại còn chạy đi làm rồi. Ra chợ vui chứ. Vui. Mở hàng chưa anh? Lâu nay có được cái nào mới không? Những người chưa gặp đối tượng. Chưa gặp đối tượng. Cây cối tràn qua, bác đi Bắc Ninh chưa? Chưa, đi Quảng Ngãi đi. Mày đi chưa? Chưa đi. Đi làm bận quá. Đây, số luôn, các bác hỏi nhiều mệt quá. Đây. Đấy. Bán được cái nào cho anh? Cái xanh. Đấy, bác xem có thấy cái đồ nào ở đây không? Tiền này. Nhưng mà con này quay về tiền này. Mệt lắm. Ăn đòn à? Không, chả thích. Con này quê hết nhỉ? Quê. Quê. Con này tiết tía, tiết tía, quê. Hả? Quê. Con này cũng quê. Quê. Lá thì rất giống điện. Con này cũng quê. Con này ta điên xịn đấy. Và răng lão đây gì? Đúng rồi không? Điên này, làm điên xịn này. Già. Đấy, trên đấy là bao tiền bác? Con này có 7 triệu rưỡi thôi. Đấy, bác cả. Nhiều. Nhiều quá đúng không? Con này mà không quay thì quay con nào? Đấy, con này còn đổi đồ chơi đúng không? À. Hôm này là hôm 70 hay bao nhiêu bác nhỉ? Ừ, 75 triệu. 75. Lâm tới. Đâu, vừa lâm tới. Đấy.
ok anh. Nốt chỗ này là xong. Khung ảnh đẹp. Đấy, đây là ảnh đẹp. Và khuôn đúng không? Đấy, quên chưa hỏi giá bác cái này. Cái này là bao nhiêu con nhỉ? Cái này là 6 triệu rưỡi. Đấy, 6 triệu rưỡi. Cái chỗ mất triệu bạn này. Quê hương như bằng thân thường. Ok bác. Anh em liên hệ bác Lâm tới hôm tôi có lấy số đấy. Là cái đàn nghe nhạc. Còn ở trên này là cây của bác này này. Số trên ô tô để vừa quay các bác. Rồi, cảm ơn các bác, tôi ra uống nước, em mệt quá. Đó, thanh to của viện thì biến yêu mất rồi.